Huế là cố đô diệu kỳ, đã có chỉ trình cùng với thời gian làm nên Thừa Thiên Huế. Mấy chục món? Hả? Mấy chục? Mấy món? Ngon vịt. Ngon. Đây là gì, chè chi đó con? Chè chi biết không? Chè chi á. Cô ăn chè chi? Chè chi con? Đó là nhà nhà vốn trước đây chỉ được tổ chức vào các dịp lễ của triều đình. Và trong rất nhiều chương trình nghệ thuật khai mạc tuần lễ Festival Bước Về Huế 2024. Quá đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Phương, phó bí thư tỉnh ủy. Rồi, bắt đèn nó bắt đầu mới hấp dẫn nè. Mà trân trọng mến chào bà con cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình mọi người nhé. Đấy. Đây là đường Đoàn Thị Điểm mọi người nhé. Bên kia là giáp với lại đường Đinh Công Trác. Tối ngày hôm nay mình mời bà con cô bác anh chị và các bạn vào Kinh Thành Huế để xem cái chương trình khai mạc Festival Huế năm 2024. Đó, đi thôi, hello mọi người này. Đó, hôm nay cũng có bé Kitty Ruby. Kitty Ruby. Ngày 7 tháng 6 2024. Đó, đi trước đi. Đó, mọi người có bạn chị thấy hình ảnh đẹp không? Rất là đẹp. Đi đi vào đi, vào trước đi. Chậm ghế. Dạ. Đây đi vào cổng, cổng này là cổng hiện nhân mọi người. Tần lao vậy. Giờ đó là chương trình sắp bắt đầu lúc mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ mà giờ mấy giờ? Này, còn 10 phút nữa tranh thủ thôi, đi. Dưới điện rồi. Lê lê bye bye mẹ, đi đi trước. Rồi, đi vô lối vào khăn đài. Ôi trời. Chị ơi. Lối vào khăn đài. Dạ. 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 Bóng mắt gai gô là mà. Dạ. Chào. Ở bên trong là đang diễn ra chương trình khai mạc. Em bị vui quá, em bị hét nữa. Đi, nhắn lên. Let's go. Nó mẹ. Lê 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 khai mạc rồi đấy mọi người. Bây giờ mình đang đi vào cái cửa hình như đi vòng phía trong này. Có mái che. Xong tiếp vào. Vườn các cái vườn ngoài này là có cả đèn này. Wow. Màu đẹp ghê hả? À, đèn quá đẹp. Cái đèn này gọi là đèn gì ta? Ruby, Ruby, Ruby nhanh Ruby ơi. Ruby nhìn đi một đấy. Đi được mua. Anh đi thẳng quá kìa. Nhà đó, cầm. Chúng ta đi thẳng qua bên cửa này. Này, dạy này dạy của báo chí. Đây là dạy A3. Bây giờ ở trong là đang bắt đầu khai mạc. Mình sẽ đi qua cửa này B1. B1 A1 đi đường này. VIP A1 B1. Ở đây là mấy diễn viên. Đó là diễn viên. Vô cửa A1 B1 VIP ở đường này. Nhà B1 đúng mà.
lắm. Em à, hello Quân. Đài B1 mà một hình ảnh rất là đẹp luôn, đẹp quá, đẹp luôn. Úi da ơi, sao trời đẹp quá. Rực rỡ, phong phú hơn cả về đề tài, thể loại và số lượng, để lại một di sản văn hóa phi vật thể quý giá cho Việt Nam và nhân loại. Mộng mơ vùng đất của những di sản văn hóa, du khách không thể quên một loại hình âm nhạc đặc biệt thấm đậm nét văn hóa Huế, với âm hưởng rộn ràng, giai điệu uyển chuyển, trang trọng mà tao nhã. Đó là nhã nhạc vốn trước đây chỉ được tổ chức vào các dịp lễ của triều đình phong kiến. Dưới triều Nguyễn, năm 1802 đến năm 1945, nhà nhạc loại hình âm nhạc tao nhã của triều đại thời bấy giờ. Trong hoàn cảnh phát triển và tình dự cũng như kỳ vọng vào một thành phố trong tương lai. Thưa quý vị, Festival mà bị dính mưa nè. Đang trong cái vụ diễn ra từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6. Đang chờ tiết mục tiếp theo. Rồi đi, ngày này bảo dài. Kính quý vị, ban để tham dự chương trình hôm nay, thay mặt ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cả đồng chí lãnh đạo và quý vị. Khai mạc tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024. Quá đẹp. Quay đi, quay đi. Về rồi, bắn ầm lần rồi nữa.
tuần lễ Festival Quốc tế Huế 2024 với chủ đề Giang Sơ Ngàn Sâu. Ngàn sâu. Nào là ngàn sâu đó các. Sâu rồi. Bắt đèn nó bắt đầu mới hấp dẫn nè. Huế là cố đô diệu kỳ, đã có chương trình cùng với thời gian làm nên Thừa Thiên Huế hôm nay rạng rỡ cùng nhiều di sản người theo năm tháng. Kinh đô xưa như vẫn ở đây với lâu đài in bóng cung điện nghi nga, dấu cụ lâu đài còn mài đỏ nhạc cùng vũ điệu chẳng hề phai. Huế ngàn năm thiên sử, biển rộng mênh mông, sông nước hữu tình, ghi lòng tạc già tri ân tiền nhân khai khẩn, ước nguyện cùng trời đất, cầu mưa thuận gió hòa, cầu thăm họ an khang, cầu gian sang an lạc. Trong hàng trăm năm, Huế đã từng là một sự của chín đời chú nguyện ở đàn trung, kinh đô dưới 13 triệu vua nguyện. Sắp vào luôn à, quay lên mấy gì đó. Theo dòng đàn từ
Nhiều ấy, bán nhiều luôn. Yeah. Còn đang mưa đâu mọi người. Màu đẹp ghê ha. Tiếp tục tụ xong đây. Yubi, Yubi, chạy đi vào chứ, để chạy vào nữa. Để biết đường ra không nữa. Giờ vẫn còn khỏe ghê. Coi một ngày vẫn còn khỏe ghê. Em đi vào đây. Đã bây giờ mình đang chạy từ cái cửa Thường Tứ, chạy ra đường Đinh Tiên Hoàng. Ở bên này là có chè của mẹ Tôn Đích này. Hôm nay dẫn tập đoàn đi ăn chè mẹt. Thôi đi thôi. Còn bên này thì ăn chè mẹt, có xe chậm chậm thôi, chậm thôi. À, sắp hết rồi đó. Không ngồi đây được. Dạ, sáu bảy người. Bảy người. Dạ dạ dạ. Đi luôn sau này rồi xếp bàn. Ở bên đây cái mẹt chè là sao? Mấy chục món đó không? 12 món một mẹt. Dạ. Cho. Dạ, cho con cái mẹt chè thôi. Mà chè là nơi này. Mẹt là đây. Bên này cô đây có vịt, cô đây vịt. Có chè cho nước. Đó, đồng lắm trái cây mọi người. Qua tí ạ. Cô có heo quay không? Heo quay nào, nó ngoài con bò đây nha. Ngoài con bò này hả? Cho thêm ba chén heo quay. Tại đây mình bưng cái bó tới. Dạ, mà có bạn ngồi đâu? Có, ngồi đây có gì đâu mức. Đi qua bên kia ngồi trước. Chờ chút, đi qua bên này đi. Đây, tập đoàn Việt cha mọi người. Cua. Đi nói qua các bạn là vô ngồi. Đó, full bạn. Để qua tí ạ. Này, ngoài chè mẹt không có chè ly. Bà con thích ăn chè gì thì kêu chè đấy. Chè của mẹ Tôn Đích. Mở Tôn Đích. Mình kia là chè đậu xanh. Ở đây hết chắc hơn 20 món á chị ạ. À. Dạ.
Quan trọng là mình thích bao nhiêu món thôi. Dạ dạ. À, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Đó, mệt đó mọi người. Giờ chưa có bàn ngồi, phải ngồi đợi xíu. À, một cái mẹt là mấy món nhưng mà heo quay thì nó nằm ngoài cái mẹt. Cái dạy này tới đầu kia là có bánh khói. Có chỗ ngồi chưa? Hỏi hỏi anh nói xếp cho. Mới một bàn thôi hả? À, ngồi đây này. Đi vô ngồi trước đấy. Sao ghế đâu ngồi? Ngồi ghế à? Dạ, tôi mặc thôi nó tôm. Đó, ngồi tạm đó đã con. Mọi người thấy khách rất là đông luôn nhưng mà bàn hết. Bọn đường này là tuyến đường chạy từ trong ra thôi mọi người nhé. Ngoài vào không được. Đó, xe chạy từ trong ra này. Ngay cửa Thượng Tứ. Quang ngồi đi anh. Ôi trời, mấy bạn họ đứng dài nhiêu này. Ôi ngồi bằng đôi này bạn này. Ngồi bằng đôi trước này này. Cô ngồi đi. Rồi có bạn rồi. Khách đông nghịt đấy. Khách họ khám phá xong về rồi. Rồi bây giờ tới lượt mình. Bên này có bàn rồi đó chị. Có bàn rồi đó, cho một khay với lại ba chén heo quay. Rất là đông, đông ơi là đông. Này cái soda, cái này soda. Đó đi làm ở đây. Đi bắt đầu xin cho vào nước. Rồi. Khách đông rất là đông. Rồi bạn muốn bưng giùm á. Rồi. Có chè rồi. Bạn đi không? Bạn dài nhất. Ồ, chè tới rồi. Yeah. Mấy chục món. Đấy. Mấy chục, 10 món, răng 10 món được. Đây, ở trong này là một cái mẹt với lại ba cái ly heo quay này là riêng này. Trong cái mẹt này là không có heo quay. Lấy gì, lấy chai gì? Mời ông nội ra đấy, ông nội hỏi ông nội ăn chai chi? Ông nội ăn chai chi, ông nội ăn vịt. Đó, heo quay. Ti heo quay à? Ông nội ăn đậu răng, ông nội ăn lên đêm á. Chai đầu, mẹ ông nội ăn chai đầu anh ấy. Anh ông nội. Đây, ông nội... ghé chơi mọi người, ông nội ghé chở mấy cháu về chơi. Vịt ăn cái chè chi? Bỏ đá vô cho ông nội tại vịt. Mùa này con. Cùng ly, bưng chén lên cùng đã. 1, 2, 3 lên. Cùng mấy bà cùng này. Cùng. Đúng rồi, cùng tôm. Tôm bưng chén lên. Cùng không? Bi không cùng à? Lắc đầu. Đây là vịt con của anh trai đầu. Đây là em của vịt. Bên này là tôm. Tôm là em của vịt luôn. Ba anh em. Còn bên kia Kitty với Ruby là giới thiệu với mọi người là biết rồi nè. Kitty, Ruby hai chị em ngồi kèm nhau. Ngon vịt. Ngon. Đây là gì, chè chi đó con? Chè chi biết không? Khoai tía, một khoai tía mà. Ở dân Sài Gòn không chưa bao giờ ăn chè này à. Cua ăn chè chi? Chè chi con? Trái cây. Trái cây, già chè trái cây. Ờ, nó dòng Sài Gòn hay lắm á. Rồi, cái tía ăn chè chi con?
cái Ruby. Ruby. Vì anh chạy đầu à? Ôi giời ơi, đánh gặp đá luôn à. Ôi trời, cái miệng này. Cái tiền anh chạy gì? Hay quay. Còn cua tôm. Sôi đầu trôi nước à? Này còn nhiều nè. Ăn xong rồi đổi chén, một người thêm chén nữa, người thêm lượt nữa xong rồi chuyện. Mình ăn chè heo quay, không có muộn là mất muộn luôn. Siêu cái. Chạy tới lấy tí, tới mượn xin cái này con. Đứa nào nhanh nhanh tới xin cái muộn nữa. Boom, ăn chè gì nữa? Chè này ấy. À, có ăn còn, chưa hết. Ăn cơm no rồi. Cơm no này, ăn món khác, ăn được không? Để ăn hết rồi. Thấy chị thấy ứng đằng sau thấy ngồi. Uống nước mọi người nha, chè trôi nước. Là một mẹt mà 2, 4, 6, 8 người ăn mít. Tính ra nhỏ ít ăn chè. Nó là chơi công viên là mua đồ ăn hả? Cho tận đèo quay nó miếng thịt heo ở trong đây nó to. Nhai cũng dai. Ăn khá thú vị.